Ba tôi nói có ba thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Bạn tốt của bạn là ai? Thầy giỏi của bạn là ai? Và sách của bạn. Với tôi, sách vừa là bạn vừa là thầy. Trung Nguyên tâm huyết dành tặng bạn những cuốn sách đổi đời bên những tách cà phê đổi đời.